Xin chào các bạn đã đến với 10 vạn câu hỏi vì sao, khoa học, lịch sử, địa lý phần 6. Tổng thống Mỹ có phải do nhân dân Mỹ trực tiếp bầu ra hay không? Chúng ta đọc báo thấy cứ 4 năm một lần, mỗi khi có đợt bầu cử tổng thống thì những ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều phải tới các bang trong toàn quốc để phát biểu vận động tranh cử, và cuối cùng còn phải có một cuộc bỏ phiếu tuyển cử trong toàn quốc. Vì thế người ta cho rằng Tổng thống Mỹ là nhân dân Mỹ trực tiếp bầu ra. Thực ra tình hình lại không phải như thế. Theo một luật tuyển cử, cử tri Mỹ chỉ trực tiếp bầu ra hai loại người. Một là nghị viện quốc hội và hai là những người được gọi là người tuyển cử. Nhân dân Mỹ bỏ phiếu trực tiếp bầu ra các nghị viên quốc hội, tức là những người tổ chức hình thành quốc hội. Quốc hội này là một cơ cấu hoạt động thường trực. Điều này có điểm giống như Đại hội đại biểu nhân dân của Trung Quốc. Nhưng giữa hai bên có một sự khác nhau về bản chất. Vì quốc hội và tổng thống Mỹ có một mối quan hệ quyền lực song song, chế ước lẫn nhau. Còn Đại hội đại biểu nhân dân của Trung Quốc là cơ quan quyền lực tối cao của nhân dân toàn quốc, chủ tịch quốc gia là do Đại hội đại biểu nhân dân của Trung Quốc bầu ra. Hai bên có mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Vì giữa quốc hội và tổng thống Mỹ có mối quan hệ đặc thù như vậy, cho nên đã có một biện pháp khác để tuyển cử tổng thống, đó tức là chế độ những người tuyển cử. Sau khi ứng cử viên hai đảng đã tranh cử xong, các bang dựa theo tỷ lệ nhân khẩu, tổ chức các cử tri bỏ phiếu bầu ra một số người tuyển cử. Sau đó, những người tuyển cử này, trong toàn quốc có khoảng hơn 400 người, tổ chức một đoàn tuyển cử tập trung tới thủ đô Washington để bỏ phiếu tổng thống. Tuy nhiên, những người tuyển cử cũng không bỏ phiếu tùy theo ý nguyện bản thân mình. Họ phải dựa theo ý nguyện của cử tri trong bang của mình. Trước hết phải trình bày với cử tri là sẽ bỏ phiếu cho ai, sau đó mới đi Washington. Nếu như người tuyển cử không muốn dựa theo ý muốn của cử tri để bỏ phiếu thì họ sẽ bị bãi miễn. Vì thế phương pháp tuyển cử gián tiếp này mang tính sâu sắc rất cao, cho nên nó cũng gần như là tuyển cử trực tiếp. Dù là những đại biểu được dân trực tiếp bầu ra, song những người tuyển cử sau khi lựa chọn xong tổng thống sẽ hết quyền lực và kết thúc sứ mệnh của họ. 2. Tại sao trong quân đội Mỹ không có quân hàm nguyên soái? Trong quân đội Mỹ, quân hàm cao nhất là đại tướng 5 sao chứ không có quân hàm nguyên soái. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhì, một số tướng lĩnh có chiến công cao nhất như Marshallian, đến sau chiến tranh cũng chỉ được đại tướng 5 sao. Tại sao vậy? Vốn là sau khi chiến tranh thế giới thứ nhì kết thúc, ở nước Mỹ người ta cùng đã từng dự tính phong cho một số tướng lĩnh cao cấp nổi tiếng nhất quân hàm nguyên soái lục quân. Thế nhưng các cơ quan hữu quan lại phát hiện thấy rằng danh từ nguyên soái, Marshall, lại hoàn toàn giống như tên họ của tham mưu trưởng lục quân Mỹ Marshall. Nếu được phong hàm nguyên soái thì nguyên soái Marshall gọi theo tiếng Anh sẽ là Marshall. Marshall quá lạ tai. Các cơ quan hữu quan cảm thấy vấn đề này rất khó khăn để giải quyết, cho nên sau khi thảo luận nhiều lần đã trình bày với Tổng thống Truman. Cuối cùng người ta thấy tốt nhất là không đặt hàm nguyên soái nữa. Do đó cấp tướng 5 sao đã trở thành quân hàm cao nhất trong quân đội Mỹ. Và những người như Marshall cũng chỉ được phong quân hàm tướng 5 sao. Trong lịch sử nước Mỹ, đã nhiều người được phong hàm nguyên soái lục quân, đó là Tổng thống đầu tiên Washington Franklin. Sau khi Franklin qua đời thì quân hàm nguyên soái không bao giờ được sử dụng nữa. 3. Tại sao Hitler sử dụng hình chữ vạn làm biểu tượng cho đảng quốc xã? Trong thời kỳ nước Đức chịu quyền thống trị của Hitler, hình chữ vạn ở đâu cũng có, nó không những tượng trưng cho nền thống trị chuyên chế phát xít của nước Đức theo đảng quốc xã, mà còn tạo ra những nỗi đau khổ vô tận cho nhân dân Do Thái, cũng như nhân dân tất cả các nước bị nước Đức quốc xã xâm lược. Chữ vạn còn được gọi là chữ thập ngoặc. Nó đã có lịch sử rất xa xưa. Ngay từ hơn 4.000 năm trước công nguyên, hình chữ vạn đã xuất hiện. Ở nước Ấn Độ thời cổ đại, nó biểu hiện hạnh phúc tối cao. Ở Trung Quốc nó đã được lưu hành hồi Võ Tắc Thiên năm chính quyền, bà đã định âm chữ này là vạn. Trước thời Hitler, một số người Đức đã từng sử dụng hình tượng trưng cho chữ vạn này rồi. Mùa hè năm 1920, Hitler cảm thấy rằng đảng quốc xã cần một biểu tượng tượng trưng có thể thu phục được lòng người. Sau nhiều suy nghĩ, hắn thiết kế một lá cờ với một vòng tròn trắng, ở giữa vẽ chữ vạn màu đen và hắn đã cảm thấy hết sức đắc ý về lá cờ này.
theo cách giải thích của hắn thì mẫu đen tượng trưng cho ý nghĩa xã hội trong cuộc vận động của bọn hắn, mẫu trắng tượng trưng cho tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Còn chữ vàng thì tượng trưng cho sứ mệnh chiến thắng của giống người Aryan. Thực ra thì Hitler tuyên truyền cho chủ nghĩa chủng tộc cực đoan. Coi người Aryan là chủng tộc cao quý nhất. Về sau dưới là cờ chữ vạn, đảng quốc xã đã không ngừng khuếch trương thế lực. Đến năm 1933, đảng quốc xã lên chấp chính, chữ vạn lại trở thành hình tượng trưng cho nước Đức quốc xã, nhưng dưới con mắt của nhân dân thế giới. Nó chỉ tượng trưng cho tội ác mà thôi. 4. Tại sao các hoàng đế của nước Nga được gọi là Sa Hoàng? Về vấn đề này, đầu tiên phải nói tới nhà độc tài của thành La Mã thời cổ đại Xê Gia. Năm 45 trước công nguyên, viện nguyên lão La Mã đã dựa vào chiến công của Xê Gia cũng như quyền thế và tài sản cực lớn của ông ta để tuyên bố Xê Gia là nhà độc tài trọn đời. Tuy rằng hồi bấy giờ, La Mã theo thể chế Cộng hòa cổ đại, nhưng quyền lực cá nhân của Xê Gia đã lên tới đỉnh cao. Sau khi ông chết đi, tên của ông đã trở thành từ tượng trưng cho kẻ độc tài, cho kẻ quân chủ chuyên chế. Vì thế nhiều tay quân chủ chuyên chế ở các nước phương Tây đã dùng Xê Gia làm danh hiệu của mình để nói lên quyền thế và uy lực tối cao của mình. Ngày 16 tháng Giêng năm 1547, Hoàng đế Ivan đệ tứ của nước Nga, cũng gọi là Ivan Hung Bạo, lên nắm quyền. Tước hàm chính thức của ông là Đại Công Tước Mốc-va và toàn cõi Nga. Ivan đệ tứ đã không thỏa mãn với cái tước hiệu Đại Công Tước, vì thế lúc đội mũ miệng, ông tự xưng là Sa Hoàng. Chữ Sa là chuyển âm của từ Latin Caesar, tức là ông ta tự coi mình là Caesar và tỏ ý rằng mình sẽ trở thành độc tài của toàn cõi Nga, xây dựng lại một đế quốc cường thịnh như La Mã xưa. Từ đó Sa Hoàng trở thành danh hiệu của các quân vương ở Nga. Còn nước Nga trở thành nước Nga của Sa Hoàng. Năm 1721, Tito Đại Đế đổi danh hiệu là Hoàng đế, nhưng nói chung người ta vẫn gọi ông là Sa Hoàng và có khi dùng cả Sa Hoàng lẫn Hoàng đế.